Đấy, những ai đi khu du lịch Tà Đùng của tỉnh Đắk Nông, lòng hồ thủy điện thì đi từ thị xã Gia Nghĩa dẫn vào nhá. Đi theo quốc lộ 28 sang Di Linh. Đấy, đây là một đoạn đèo của Quảng Khê. Đó. Đây là một thác nước tự nhiên này. Đó. Trên đường này đi theo đường này là sẽ đến khu du lịch Tà Đùng. Ai muốn chinh phục hết lòng hồ Tà Đùng thì vào đó ta thuê xuồng máy và đi khoảng một ngày thì hết lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3 của thủy điện Đắc Bà Lao ngày xưa, xã Đắc Bà Lao á. Bây giờ cái lòng hồ đó là hồ Tà Đùng đấy. Thấy trời mây là cuồn cuộn. Giờ chúng tôi đang lên đèo. Đồi núi cao nguyên chập trùng và những khu rừng già ở trên Tây Nguyên bây giờ hầu như đã biến mất bởi bàn tay con người. Và giờ này thay vào đó là những dãy cao su, cà phê. Bởi vậy cho nên biến đổi khí hậu, môi trường sẽ bị thay đổi rất nhiều. Đó, đất trắng xóa, những bãi đất hiện giờ trắng xóa như này, không biết canh tác được cái gì đây. Đúng rồi, đường này đèo nguy hiểm hơn, đường đèo lớn đỡ nguy hiểm. Có những cái đoạn đường gấp cong cua như thế này nguy hiểm. Đó, như đây này, đây là đoạn cua củi trỏ, cua tay áo hay cua quay đầu của đoạn đèo Con Rắn. À, đi hết đèo này là chúng ta lên đến một thị trấn nhỏ của huyện Đắk Long và đi tới Đắk Som. Đó, đây là cua củi trỏ, đó, những lượng xe đi này, mua đây, cua quay đầu hay nó gọi là cua quay đầu ấy, đó. Bây giờ vòng đầu ngược lại. Đó. Đấy, nhìn đấy. Những xe bên dưới. Bên trên. Đó. Đó. Cua quay đầu luôn. Giờ ta nhìn xuống dưới vực kia. Nhìn bên kia là đèo. Cái đèo cao như thế này. Đó. Đang đi lên đèo đây. Đó, giao thông ở phía trước. Đá đèn đi. Đá đèn lắc tay chứ không.